天大圣，虚名，虚名而已。Xin chào tất cả mọi người nhé. Ở trong clip này mình sẽ làm về con Tôn Ngộ Không Tề Thiên Đại Thánh. Vị tướng sẽ ra mắt vào thứ sáu tuần này. Và mình cũng xin chia buồn với anh em là vị tướng này sẽ được đưa vào nhà bảo tàng, nghĩa là đưa vào vòng quay kho báu cùng với Felix và vũ khí tối thượng Van Hen. Đây chắc chắn là một tin trời sập với anh em. Vì sao lại đưa vào thì anh em xem video sẽ hiểu thôi. Ok, trận đấu đã đầu rồi. Một tin sét đánh ngang tai khi Gaara VN tung chú khỉ Ngộ Không này vào trong vòng quay kho báu. Nghĩa là anh em phải mua gọi là vé quay và quay hên xui được cái vị tướng này. Nếu mà anh em may mắn thì sẽ mất ít, rất tốn rất ít quân huy thì có thể quay được vị tướng này. Nếu mà anh em đen thì có khi em mất hàng triệu đồng vẫn không quay được ra vị tướng này. Từ lúc mình chơi là mình đã nghi nghi vị tướng này sẽ bị đưa vào kho báu rồi. Không ngờ đó lại thành sự thật. Bởi vì sức mạnh của chú khỉ này là vô cùng mạnh mẽ. Ở bên Đài Loan bản chính thức thì chú khỉ thì vẫn bán được bán với giá là 18.000 vàng khi mới ra mắt và 400 quân huy. Mình bị ganh nên không thể ăn được cái con quyền vương được. Đánh chắc bài một tí, Ngộ Không là một tướng lết, không nên chết sớm. Chính bởi cái kỹ năng và sự bá đạo của vị tướng này nên nhà phát hành game Gaara Việt Nam đã quyết định đưa nó vào trong phòng quay kho báu để hút máu anh em. Hút bằng chết thì thôi, hút liên tiếp. Có cơ hội hút là phải hút thật mạnh. Rồi, giết luôn. Chết trắng, chắc chắn lên bảng điểm số một chú rồi. Hai chú. Không có cơ hội chạy đâu. Các bạn có thể thấy Ngộ Không cũng có thể đi ganh rất là tốt bởi sự cơ động của con vị tướng này. Đặc biệt về lết, Ngộ Không rất là mạnh với các nhân đồ của mình. Để Ngộ Không mạnh thì các nhân đồ của anh em phải full chí mạng. Nghĩa là từ ngọc đến đồ anh em phải full đồ chí mạng. Đầu tiên ở vấn đề đồ đạc, anh em phải lên full, đầu tiên là lên thánh kiếm này, sau đó lên song đao báo táp. Và món đồ không thể thiếu của Ngộ Không nữa đó chính là quỷ kiếm. Tiếp theo anh em có thể lên đòn xuyên giáp và một món đồ gọi là phức hợp kiếm nữa. Như vậy là đủ 6 món rồi. Các bạn có thể thấy lại double mạng luôn. Ở những level đầu nhưng khả năng bạo kích của Ngộ Không là rất là ổn định. Bởi vì mình là lên ngọc chí mạng mà, khả năng chí mạng rất là mạnh mẽ. Mới level 1 thôi Ngộ Không có thể chí mạng lên hơn 1.000 đam. Đây là một vị tướng rất anh em, rất nhiều anh em đã chờ mong ngày nó ra mắt ở Việt Nam. Thì như vậy thì nó sẽ không được bán bằng giá vàng và chỉ xuất hiện trong kho báu giống như vũ khí tối thượng Van Hein và con cáo siêu thanh.
Một tin rất là buồn khi anh em mà nhiều anh em đọc tin này chắc chắn cũng buồn như mình. À, vì khả năng test tướng này ở trong đấu trường Việt Nam sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. À, vì vậy nó sẽ xuất hiện ít hơn. À, chỉ những anh em nào có kinh phí thì mới có khả năng là có được vị tướng này thôi. Nó cũng hiếm như là kiểu là vũ khí tối thượng đó. Anh em có thể thấy vũ khí tối thượng. Rồi mình sẽ cướp cướp cái con bùa xanh này. Cướp trước ba mặt thanh niên luôn. Rồi rồi rồi, chuẩn bị di chuyển. Nhảy sang cướp, cướp xong giết. Đó, cướp xong giết. Tiếp tục băm. Băm luôn. Ui vậy. Ui. Wow, các bạn thấy không? 1 phút thứ 5 rồi, bạo kích gần 2.000 đam rồi. Quyền vương tụt một cục máu to vật vã. Một hit đấy gần gần bằng một nửa máu của quyền vương rồi. Sốc đam mà chết thôi. Đó, anh em có thể hiểu lý do tại sao. À, cái đồ đạc thì mình đã nói rồi. Anh em nghe thì anh em chú ý nghe nhé. Nói xong rồi đấy. Còn vấn đề ngọc. Ngọc đỏ anh em sẽ phải ép ngọc 0,7 chí mạng và 3,6% sát thương chí mạng. Và ngọc lục, à ngọc tím anh em ép 0,6% chí mạng và 60 máu. Ngọc cuối cùng anh em sẽ ép ngọc mà 0,9 công vật lý và mấy chục điểm phá giáp đó. 9 điểm phá giáp. Ngộ không tìm bạn hết đường rồi. Chạy ra để tìm mình hấp diêm tập thể. Rồi rất nhanh. Đã đầu hàng rồi. Chưa được thể hiện gì nhiều. Chắc chắn là MVP. Chỉ 16 phút là trận đấu đã kết thúc rồi. Nếu anh em là cầm ngộ không chắc tay thì sẽ gọi là banh nát team bạn rất là sớm. Thank you.
Thank you.
小菜一碟。